Blackpink vượt mặt SNSD khi trở lại trở thành nhóm nhạc nữ hot nhất tháng 8. Cùng trở lại trong tháng 8, hai nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, SNSD và Blackpink đã làm dậy sóng mạng xã hội. SNSD thỏa mãn sự chờ đợi của người hâm mộ với album Forever One, trong khi Blackpink gây bão với những hình ảnh teaser nhá hàng cho MV mới. Suốt một tuần qua, Blackpink phủ sóng mạng xã hội khi liên tiếp tung loạt poster, video teaser cho MV Pink Venom sẽ phát hành vào ngày 19 tháng 8 trước khi chính thức tung album Burn Pink vào ngày 16 tháng 9. Đồng thời, YG Entertainment đã công bố lịch trình World Tour của Blackpink tại gần 30 thành phố trên toàn thế giới, kéo dài từ giữa tháng 10 năm nay đến tháng 6 năm sau. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Seoul vào ngày 15-16 tháng 10 và tiếp tục ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương cho đến tháng 6 năm sau. Nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 36 buổi hòa nhạc tại 26 thành phố trên khắp thế giới trong chuyến lưu diễn. Dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu người hâm mộ nếu tất cả các buổi biểu diễn đều cháy vé. Các từ khóa liên quan đến các thành viên Blackpink dẫn đầu xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Twitter, TikTok. Phân tích phản ứng tích cực tiêu cực của nhóm này cho thấy điểm số tích cực là 85,08%. Bạn nghĩ sao về màn comeback này của các cô gái Blackpink? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz mỗi ngày xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.